Đây là nồi chiên không dầu Michio, dung tích 4,5 lít cho nên mình nấu một lần được rất là nhiều cho cả nhà mình ăn luôn. Hôm nay Như Nguyễn chọn món gà chiên, cánh gà chiên ướp xong chỉ cần cho vào lòng nồi. Rồi, đẩy lại là xong. Có hai nút nè, nhiệt độ và cả thời gian để mình điều khiển, dễ dàng sử dụng lắm. Rồi, như vậy là chỉ chờ thôi. Ta-da! Gà đã chín rồi. Như Nguyễn để tầm 60-80 độ trong vòng khoảng 15-20 phút mọi người nha. Là gà nó sẽ chín dần bên trong rồi. Và bây giờ mình vớt sốt lên thôi. Theo Như Nguyễn được biết nha, để mà gà chiên hấp dẫn, để mà gà chiên thơm ngon, mình vớt sốt lên, để từ 3-4 phút trong vòng 180 độ. Và sau đó thì mình sẽ vớt sốt thêm một mặt dưới của cánh gà nữa, cũng 180 độ và 3-4 phút là mình đã có một phần gà chiên hoàn chỉnh. Và bây giờ cho ra dĩa thôi. Vậy là xong rồi đó, có một dĩa gà chiên hấp dẫn mà mình sẽ giảm được cái lượng chất béo, dầu mỡ mình tiếp thu vô, mình nạp vô người.